Hello anh em, quay trở lại với kênh YouTube Hồng Đức Tông ha. Hôm nay mình sẽ chào bán một chiếc xe rất là hot và đang được nhiều người ưa chuộng, đó chính là chiếc GPS Twin 250 nha anh em. Đó thì xe này á, là đăng ký lần đầu là 2021, biển số Cà Mau nha anh em. Đó, đã độ bô nè, bô zin còn luôn ha, bô zin còn làm cổ clip on, anh em muốn thay đổi bô zin và bô độ là 1 phút 30 giây ở nhà tự làm được ha, máy móc là nguyên zin luôn, cam kết cho anh em bán xe có bảo hành 3 tháng cho anh em ha, thay nhớt và bảo trì lần đầu miễn phí tại MT Motorcycle luôn nha. Đó, xe này mình đang chào bán với giá là 6x triệu thôi nha anh em, ít cực kỳ hấp dẫn luôn nha, xe đầy đủ hai chìa khóa nè, đó đầy đủ hai chìa khóa nha, odo cực kỳ thấp luôn, odo mới có 2.900 km, xe cực kỳ ken. Đó, anh em nào quan tâm dòng xe này thì ghé bên mình ha, MT Motorcycle, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp nha anh em. Mình nổ tiếng máy cho anh em nghe xíu ha. Cái mua xe bên mình á, là có bảo hành máy móc 3 tháng cho anh em, có hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng luôn nha. Bên mình là có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng nha anh em, tối đa là khoản vay khoảng 40 triệu nha, anh em không nợ xấu nha. Rồi có hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên khác tỉnh nè, hỗ trợ là ship xe tận nơi cho anh em nha, đều có phí hết nha anh em, những cái hỗ trợ là đều có phí nha. Đó, còn xe này là mình bao công chứng giấy tờ cho anh em nè, đó hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh em sang tên khác tỉnh. Đó, anh em nào quan tâm cái dòng Civic Twin 250 này á, thì ghé bên mình ha, địa chỉ là 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp, anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline luôn là 0868966377, hoặc là anh em có thể gọi cho số điện thoại của Hồng luôn ha, là 0889866337 nha anh em. Đó, 0898686337, anh em có thể ghé xem trực tiếp tại 27 Nguyễn Du, phường 7 Gò Vấp. Đó, để rước một em xe rất là ken ha, về đi chơi du xuân sau Tết nè. Đó, rồi cảm ơn anh em đã xem hết cái clip của mình ha, anh em nào quan tâm thì liên hệ ngay cho shop ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, anh em nào yêu quý kênh YouTube của Hồng thì nhấn đăng ký và theo dõi những cái clip sắp tới Hồng quay về những chiếc xe được chào bán tại MT Motorcycle ha. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip sau. Trước khi kết thúc clip thì mình cho anh em nghe tiếng bô chút ha.